Vào cuối năm 2021, thương hiệu con Daihatsu của tập đoàn Toyota đã giới thiệu mẫu xe Kayka A-Chai thế hệ thứ 6 tại thị trường Nhật Bản. Daihatsu A-Chai về cơ bản chính là phiên bản xe van chở người của mẫu xe thương mại Hyz Kago. Đến triển lãm Tokyo Auto Salon 2022, thương hiệu Daihatsu tiếp tục thu hút sự chú ý khi giới thiệu mẫu xe concept mới mang tên A-Chai Premium Ver. Đúng như tên gọi, mẫu xe này được phát triển dựa trên Daihatsu A-Chai thế hệ mới sở dĩ đai ha A -chai premium vơ gây chú ý vì sở hữu thiết kế ngoại thất, như Toyota Alphard thu nhỏ. Xe được sơn màu trắng ngọc chai với lưới tản nhiệt màu đen tương phản. Tương tự Toyota Alphard, lưới tản nhiệt của A chai premium vơ cũng có kích thước lớn và kéo dài gần hết cản trước. Lưới tản nhiệt này đi kèm những năn nằm ngang sơn màu đen bóng và nẹp mạ chrome nối liền với logo của thương hiệu đai ha Chưa hết, nẹp mạ chrome kể trên còn ăn sâu vào bên trong đèn pha và chia chi tiết này thành hai tầng. Thêm vào đó là hai đèn sương mù nằm dọc với thiết kế thanh mảnh ở hai góc cản, trước. So với A chai thông thường, mẫu xe concept này được hạ thấp gầm 50mm. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ vành hợp kim nhôm 16 in với thiết kế đa chấu, sơn hai màu thể thao. Điểm nhấn còn lại của xe là phần nóc được sơn màu đen bóng. Bên trong mẫu xe concept này là không gian khá rộng rãi với ghế bọc da màu trắng, tạo cảm giác cao cấp những chi tiết nội thất còn lại của xe không có gì khác biệt so với A chai thông thường. Xe cũng có 4 ghế ngồi, vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 in. Đằng sau hàng ghế thứ hai của xe là khoang hành lý có thể tích 1.275 lít. Hiện chưa rõ kích thước cụ thể của mẫu xe concept này. Trong khi đó, A chai thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ đai Hachu DNGA, nhưng không thay đổi kích thước so với trước xe vẫn có chiều dài 3.395mm, chiều rộng 1.475mm, chiều cao 1.890mm và chiều dài cơ sở 2.450mm. Nguồn cung cấp sức mạnh cho đài H A chai Premium V vẫn là động cơ xăng 3 xi lanh, tăng áp, dung tích 660cc, sản sinh công suất tối đa 64 mã lực và mô men xoắn cực đại 91Nm. Động cơ nằm giữa này, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp DCVT và hệ dẫn động cầu sau. Đáng tiếc là hiện hãng Daihatsu Ha Chư chưa có kế hoạch bán A Chai Premium vô ra thị trường. Tại thị trường Nhật Bản, đài Ha A Chai 2022 hiện có giá khởi điểm từ 273 triệu. Xe cộ, X.